những kiểu nối mi cực xinh mà chị em nào cũng nên tham khảo. Nếu các chị em muốn đôi mắt thêm đẹp, thêm long lanh, thì đừng trần trừ gì nữa, mà hãy tậu ngay cho mình một trong những kiểu nối mi đang hot nhất hiện nay. Càng ngày nhu cầu làm đẹp của chị em càng tăng cao, và các loại hình cũng phong phú hơn, đặc biệt có thể thấy hiện nay cô nàng nào cũng thường sở hữu cho mình một bộ nêu hoặc một bộ mi nối cực, xinh, nối mi là phương pháp dùng những sợi mi nhân tạo gắn sen kẽ lông mi thật để làm tăng độ dày và dài của mi. Phương pháp này có thể khắc phục được một số khiếm khuyết của mi như lông mi thưa và yếu, không được cong, mi quá thưa dẫn đến mắt nhỏ và không có hồn. Hiện nay có những kiểu mi cực hot và được các chị em yêu thích nhất phải kể đến những kiểu mi như Classic, Volume, Mino, Cartoon, Baby Doll, Nối Mi One by One, Nối Mi Classic, Nối Mi Volume, Nối Mi Cartoon, Nối Mi Nâu, no, Nối Mi Baby door. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại